Xin chào các anh em đang xem Miền Tây Solar ha. Hôm nay là tối ngày thứ bảy, ngày 26 tháng 11 2022. Lúc nãy mình đang quay video hàng khuyến mãi cho anh em, thì cái điện thoại mình nó bị sự cố cho nên nó tạm dừng video. Và bây giờ mình tiếp tục quay phần 2 nha anh em. Mình nhắc lại là JD 9003 bàn chải liền thể. Đây, mặt trước của nó đây nè, mặt sau của nó đây, mặt sau của nó đây. Đây, ống trúm đầy đủ nè, ống này gắn vô cái là xài thôi anh em, gắn vô cái là xài thôi nha. Đó, hàng rất là đầy đủ dụng cụ luôn. Giá bán ra chỉ có 570.000 thôi, anh em trả phí vận chuyển từ 35.000 đến 50.000 nữa là sẽ rồi sở hữu được cái này ha. Nó có thùng đồ sẵn luôn. Rồi video này tiếp theo mình giới thiệu anh em cái bàn chải liền thể 150W của hãng MK, bảo hành 3 năm. MK là bảo hành 3 năm nha anh em. 66150 150W. Mình bán đồng giá với ông bên đây luôn là 570.000. Bữa nay mình khuyến mãi luôn ha, 570.000. Cấu hình thì này cấu hình cao hơn, nhưng mà có một cái là nó không có cái ống. Anh này người ta có cái ống, còn anh đây không có cái ống. Anh em về nhà làm cái ống nha. Mua ống phi 49 thọt vô đây ha. Thọt đây ống có rồi. Bộ pin lưu trữ này là 12A. Tấm pin sạc là 15W. Tấm pin này khá là to nha mọi người. Tấm pin to hay không? Đó, tấm pin sạc là 15W. 15W mà sao to dữ ta. Rất là to ha. Đèn dài. Nó có thể là số chip LED là coi bao nhiêu chip LED ha, nãy mình coi mình cũng quên. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 64 64 nhân 4 nha anh em. 44 24 64 24 là 260 mấy con LED á. Đấy. 64 nhân 4 44 16 chứ. 44 16. 64 24 là 256 con LED nha anh em. 256 con LED, nhưng mà con LED này là con LED 5730. Nó to hơn con LED 2835 này. Ở đây là gần 400 con LED lận, bên đây là gần 400 LED lận. Đó, nhưng mà 2835 còn LED lên đây á là 256 con mà là con 5730 nha. Rồi hai con này bán đồng giá luôn nha. Con bên đây là có ống trúm đầy đủ, thùng bông đầy đủ, còn con bên đây là có remote. Còn ông nó không có ống trúm, về nhà anh em thiết kế cái ống 49 gắn vô. Đó, đồng giá 570.000, anh em trả phí vận chuyển giùm mình nha. Phí vận chuyển dao động là từ 35 đến 50.000. Đó, bữa nay mình khuyến mãi luôn nha anh em, 570.000. Bây giờ mình test độ sáng cho anh em thấy nè. Mấy cái đèn này sáng thì khỏi chê rồi. Cái này nè, đặc biệt là cái này nè mọi người, rất là sáng luôn nha. Đó, này anh em thấy không, các bạn thấy không, đèn này rất là sáng không. Và cái đèn này nó có chế độ sensor nha. Cái chế độ mà không có con người thì nó cháy 50%, còn có con người thì nó cháy 100% ha. Còn nếu anh em mà cho nó cháy 100% kiểu này á là nó rất là sáng luôn. Bạn thấy không, nó rất là sáng không. Đó, nhưng mà nó cháy 100% kiểu này thì nó có thể không được nguyên đêm, chúng ta cần phải cho nó sensor nó mới được nguyên đêm nha anh em. Đây, 570.000 nha mọi người. Đó, mình nhắc lại anh em là mình đang khuyến mãi 570.000 hai loại đèn này nha. MK 150W bàn chải liền thể và JD 9003 bàn chải liền thể luôn, 570.000, giá cực kỳ rẻ luôn ha, không thể nào rẻ hơn nữa. Đặc biệt là cái này ha, cái này nó sáng hơn cái kia. Đó, sáng hơn, cấu hình cao hơn nhưng mà nó không có cái ống, còn kia nó có ống sẵn. Đấy, đèn rất là sáng nha anh em nè, mình chiếu lại cho mọi người thấy nè. Đó, bàn chải liền thể của hãng MK. À, đèn này không mua, mua đèn gì anh em. Đây, sáng ok ha, ánh sáng rất là ok luôn. Đấy, này đèn này rất là sáng, đảm bảo là anh em không bao giờ chê được cái 150W này, cực kỳ sáng luôn ha. Thì hai cái mình đang khuyến mãi ha, đồng giá 570k, anh em lấy cái nào thì lấy tùy thích nha. Cái này thì nó không sáng bằng cái kia, nhưng mà được cái này nó có phụ kiện full đầy đủ, còn bên đây nó chưa có cái ống. Đó, tấm pin thì bên đây bự hơn, tấm pin bên đây bé hơn, nhưng mà cái đèn bên đây thì nhìn nó cũng có cái đẳng cấp riêng của hàng Zinian ha. Nói chung là tùy vào sở thích anh em thôi, anh em thích cái nào lấy cái đó ha. Cái đèn bên đây thì nãy mình test rồi, bây giờ mình có thể test lại cho anh em xem cái độ sáng của nó. Đấy, đây nó đây. Đây mọi người thấy không?
Đèn này radar tự động nha anh em, radar tự động. Đấy. Đấy, bạn nào đam mê thì liên hệ ha. Mình khuyến mãi về mục tiêu cho anh em gắn chơi Tết nha, gắn Tết ở nhà. Rồi lắp ở những nơi mà anh em thích để chơi Tết. Cái đèn này sáng thiệt là sáng luôn, mình rất là ưng ý cái đèn này luôn anh em. Phải nói là ưng ý luôn. Cực kỳ là sáng luôn. Nhưng mà anh em không mua cái này nhiều, lý do là tại vì nó rẻ hay sao. Chứ còn mà sáng thì độ sáng rất là sáng. Đấy. Mọi người thấy không? Đèn bàn chải liền thể mà sáng thấy ghê không? Còn chúng ta mà muốn nó nguyên đêm thì chúng ta buộc phải dùng radar thôi ha. Đấy, chứ còn mà sáng như thế này mà sáng nguyên đêm thì nó không nổi. Trên remote của anh này có radar nha mọi người. Ở đèn MK remote có radar ha. Đây. Remote có radar. Còn đèn của thằng JD này thì cái remote không có radar mà nó có chế độ radar tự động. Radar tự động nha anh em. Rồi bạn nào đam mê đèn cứ liên hệ ha. 0766874311. Xin chào các anh em. Hẹn gặp mọi người những video lần sau. Nhớ mình khuyến mãi chỉ có số lượng giới hạn thôi. Anh em nào nhanh tay thì lấy nha.